Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ tư, ngày 23 tháng 6, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thống nhất phương án kế hoạch tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích ở thủy điện Rào Trăng Ba vào ngày 1 tháng 7 tới. Nắng nóng kéo dài trong thời gian qua đã làm cho nhiều diện tích ao nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi tôm, chịu nhiều thiệt hại. Người nuôi trồng thủy sản đang cải tạo làm môi trường nuôi để kịp khung lịch thời vụ. Với quyết tâm lớn của bản thân, sự động viên an ủi từ người thân, bạn bè cũng như sự giúp đỡ của cộng đồng, những người nghiện ma túy đã làm lại cuộc đời. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ đã có buổi gặp mặt với những người làm trong tổ phòng chống dịch cộng đồng và đánh giá công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Cùng tham dự gặp mặt có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực hết mình của các tổ phòng chống dịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch nhấn mạnh, các tổ phòng dịch chính là tai mắt của chính quyền, là những người sâu sát tình hình cơ sở nhất để kịp thời thông tin đến địa phương, qua đó góp phần thực hiện tốt hơn công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, thời tiết lại khắc nghiệt. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đề nghị các địa phương cần tạo điều kiện tốt cho hoạt động của các tổ phòng dịch. Tỉnh sẽ xem xét để có chế độ phù hợp, động viên các tổ phòng dịch hoạt động tốt hơn nữa trong thời gian sắp tới. Đóng góp các ý kiến tại buổi gặp mặt, đại diện các chốt kiểm soát y tế dọc các tuyến quốc lộ cũng đã nêu lên nhiều ý kiến về những khó khăn trong công tác kiểm soát người và phương tiện đến địa bàn, đặc biệt là trong thời điểm nắng nóng gay gắt như hiện nay. Khó khăn là vậy, nhưng các tổ phòng dịch, các chốt kiểm soát khẳng định quyết tâm sẽ tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa trong công tác để kiểm soát tốt dịch bệnh, không để xảy ra ca nhiễm trong cộng đồng. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã trao bằng khen cho các tập thể cá nhân có những đóng góp xuất sắc trong công tác phòng chống dịch trong thời gian qua. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì cuộc họp soát xét lại các phương án chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 vào ngày 7 và ngày 8 tháng 7 tới. Cùng tham dự họp có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các sở ban ngành liên quan. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày, ngày 7 và ngày 8 tháng 7 năm 2021. Toàn tỉnh tổ chức thi tại 38 điểm thi, theo đó có 38 điểm thi dự phòng với 592 phòng thi, đảm bảo 24 thí sinh một phòng. Tổng số hồ sơ đăng ký dự thi là 13.347, trong đó có 12.804 thí sinh giáo dục trung học phổ thông, 535 thí sinh giáo dục thường xuyên và 585 thí sinh tự do. Hơn 2.500 cán bộ giáo viên, nhân viên làm công tác thi. Các thí sinh sẽ thi 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ, 1 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và 1 bài thi tổ hợp khoa học xã hội. Đến nay, công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh đã được các sở, ngành, địa phương chỉ đạo sát sao và chuẩn bị chu đáo để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi. Theo đó, ngành giáo dục tỉnh sẵn sàng cho kỳ thi với hai phương án được đưa ra. Phương án 1 là tổ chức kỳ thi trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc 5K, tổ chức thi riêng cho các học sinh có biểu hiện ho, sốt. Phương án 2 là phương án dự phòng, sẵn sàng khi có ca bệnh bùng phát trong cộng đồng hoặc gặp tình huống điểm thi chính do tình huống đột xuất liên quan đến dịch thì chuyển sang điểm thi dự phòng. Bên cạnh đó, ngành giáo dục cũng khuyến cáo cán bộ giáo viên tham gia tổ chức kỳ thi và thí sinh phụ huynh tuân thủ các quy định phòng chống dịch và không ra khỏi tỉnh trong thời gian này để không mất quyền dự thi lần 1. Tại buổi họp, các đại biểu đã thảo luận một số nhiệm vụ nhằm đảm bảo hoàn thiện công tác tổ chức và kỳ thi diễn ra an toàn thành công như phun thuốc tiêu độc khử trùng trước ngày thi, đo thân nhiệt cho cán bộ coi thi và thí sinh trước khi vào phòng thi, công tác in sao vận chuyển đề thi, bố trí phòng dự phòng cho học sinh về từ vùng dịch. Phát biểu tại buổi họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, dù trong bối cảnh dịch bệnh, nhưng đến thời điểm này, kỳ thi đã được sở ngành địa phương chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, kỹ lưỡng với quyết tâm cao. Để kỳ thi diễn ra an toàn theo đúng kế hoạch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thành viên ban chỉ đạo và sở ngành địa phương tiếp tục bám sát tình hình, chuẩn bị sẵn sàng cả điều kiện phòng chống dịch bệnh, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, các nội dung liên quan đến kỳ thi cho phụ huynh học sinh. Đồng thời, tỉnh cũng đảm bảo công tác quản lý in sao đề thi, an ninh trật tự, an toàn giao thông, tình nguyện viên, an toàn thực phẩm, điện, nước. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 7 tới, khi một số địa phương sáp nhập vào thành phố Huế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các địa phương giữ nguyên phương án khi chưa sáp nhập để tránh gây ra sự xáo trộn và tâm lý ổn định cho học sinh.
Sau một thời gian tạm dừng, sáng nay, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra hiện trường để thống nhất phương án kế hoạch tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích ở thủy điện Rào Trăng Ba. Theo đó, dự kiến thời gian tìm kiếm sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 7. Đợt tìm kiếm này kéo dài trong khoảng 10 ngày. Theo đề xuất của các đơn vị, lực lượng tham gia công tác tìm kiếm, về phương án phạm vi tìm kiếm có 3 khu vực bao gồm các bãi bồi và lòng suối kéo dài từ cửa xã nhà máy thủy điện đến ngã ba Tam Dần. Chúng tôi xác định có mấy vấn đề khó khăn lớn. Khó khăn thứ nhất là cái đường tiếp cận lên cái khu vực thứ ba là tại cửa xã của nhà máy, hai bên là lưu vực là sâu, dễ mất an toàn. Anh em phải tiến hành làm cái đường xuống, đường lên cho các phương tiện cơ giới và người tham gia. Cái khó khăn thứ hai phải nói rằng điều kiện thời tiết hiện nay cũng đang vào mùa khô, thời tiết nắng nóng cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của lực lượng tìm kiếm. Cái khó khăn thứ ba đó là cái khối lượng công việc tương đối lớn. Như tại hiện trường các anh thấy ở cái khu vực 1 dự kiến là khoảng 0,3 hectare về diện tích tìm kiếm, rồi khu vực 2 là rộng hơn khoảng 0,4 hectare. Sau khi đánh giá mức độ an toàn của công trình thủy điện Rào Trăng Ba, Bộ Công Thương đã có văn bản đồng ý cho đơn vị này tiếp tục xây dựng. Hiện nay chủ đầu tư công trình này đang gấp rút thi công hoàn thành đập dâng để có thể tích nước phục vụ cho việc tìm kiếm. Đập chính thì nó có một cái ý nghĩa rất là quan trọng khi mà chúng ta thi công ở những cái khu vực nước sâu và không tách dòng được. Thì hiện nay có một số các cái vị trí là nó có cái tính chất đó, tức là mình không tách dòng được do hai bên là cái vách đá, cho nên là khả năng khi thi công là chúng ta sẽ ngắt dòng để mà triển khai thi công. Ở cái giai đoạn này thì chúng ta quyết tâm là tìm kiếm tất cả các cái khu vực nghi ngờ ở trên lòng suối cho đến đuôi hồ. Khảo sát tại hiện trường, trên cơ sở các ý kiến đề xuất của các đơn vị tham gia công tác tìm kiếm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết sẽ huy động tổng lực các lực lượng tìm kiếm trên phạm vi tương đối lớn, kéo dài khoảng 2,5 km, kéo dài từ cửa xã nhà máy tới ngã ba Tam Dần. Sau khi kết thúc đợt tìm kiếm thứ 5, nếu không có kết quả thì Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn của tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng phương án xả ngưỡng tràn của hồ chứa tại thủy điện Rào Trăng 4, sau đó tiến hành tìm kiếm trên lòng hồ. Để chuẩn bị cho công tác tìm kiếm trong giai đoạn 5, dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 tới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các lực lượng xây dựng phương án tối ưu, hiệu quả, tập trung làm tổ công tác chuẩn bị đầy đủ, chu đáo về nhân lực, vật lực, phương tiện, nhiên liệu, vật liệu trước và trong quá trình triển khai công tác tìm kiếm. Đồng thời tổ chức trinh sát, nghiên cứu địa hình, tạo điều kiện an toàn thuận lợi trong quá trình triển khai tìm kiếm. Yêu cầu công ty thủy điện Rào Trăng Ba gấp rút thi công, hoàn thành hạng mục đập dâng theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra để có thể tích nước phục vụ cho công tác tìm kiếm. Chiều nay, Ủy ban bầu cử thành phố Huế tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có ông Phan Thiên Định, Bí thư Thành ủy Huế. Nhờ có sự chuẩn bị chú đáo, linh hoạt, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ngày bầu cử 23 tháng 5 đã thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Công tác tuyên truyền được thành phố triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức phù hợp. Theo đó, toàn thành phố có 259.105 cử tri trên địa bàn 27 phường. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,75%. Cuộc bầu cử đã lựa chọn ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Đã bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội, 14 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh theo quy định, 35 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã trúng cử là 577 đại biểu. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả, cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, chuẩn bị tổ chức các hội nghị hiệp thương, tiếp xúc cử tri, bảo đảm an ninh trật tự phòng chống dịch bệnh COVID-19 phục vụ cuộc bầu cử. Đồng thời cũng chỉ ra những khó khăn vướng mắc, bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác bầu cử. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đã khen thưởng 39 tập thể và 47 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử trên địa bàn. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Nắng nóng làm cho cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng, nguy cơ thiếu nước sinh hoạt cục bộ diễn ra ở một số địa phương. Để đảm bảo nguồn cung nước sinh hoạt trong mùa nắng nóng, huyện Waco triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ đầu nguồn đến mang cấp và duy trì cấp nước an toàn liên tục, áp lực ổn định.
Theo số liệu thống kê của huyện Waco, giai đoạn 2013-2019, sản lượng nước chỉ tăng 3-4,5% một năm, nhưng nhiều thời điểm tại mùa khô này, sản lượng nước tăng đột biến gần 11,6%. Ngày cao điểm nhất lên đến 209.558 mét khối ngày đêm, vượt gần 70% so với công suất bền vững và vượt 4,78% so với công suất thiết kế tạm thời, ảnh hưởng rất lớn đến việc đảm bảo cấp nước an toàn, an ninh nước. Huyện Waco đang tập trung khảo sát tìm kiếm và khai thác các nguồn nước để tạo nguồn, tạo áp bổ sung cho các vùng cấp nước tại huyện Phú Lộc, Phong Điền, A Lưới, thành phố Huế. Ngoài ra, huyện Waco còn thực hiện nâng công suất thiết kế lên gấp đôi trong năm 2020 như nhà máy Tà Rê A Lưới, nhà máy Phong Thu. Cùng với đó, huyện Waco đang khẩn trương cải tạo bể lắng thông minh nhà máy Lộc An, nâng công suất từ 8.000 lên 16.000 mét khối ngày đêm, đảm bảo nhu cầu sử dụng nước tăng cao của người dân. Một số nhà máy khác đã ngưng hoạt động như nhà máy Phú Bài, Hòa Bình Chương, Hương Phong chuyển sang trạm trung chuyển điều áp. Nhưng vào thời điểm nắng nóng, Huyện Waco cũng phải hoạt động tăng cường để đảm bảo cấp nước liên tục và đủ áp lực. Huyện Waco đã triển khai thi công hàng chục tuyến tăng áp và lắp đặt bổ sung các trạm tăng áp nhằm đảm bảo áp lực cấp nước, nhất là trong mùa cao điểm nắng nóng như hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng kéo dài trong thời gian qua đã làm cho nhiều diện tích ao nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi tôm, chịu nhiều thiệt hại. Để hạn chế dịch bệnh cho vụ nuôi tới, bà con đang cải tạo lại môi trường nuôi, kịp không được thừa vụ, ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Quảng Điền. Trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Quảng An, huyện Quảng Điền đầu giờ sáng, nhiều ngư dân đã có mặt từ khá sớm để được nhận được hỗ trợ chlorine đầu tiên của tháng 6. Theo thống kê của xã Quảng An, tình hình thời tiết cực đoan vừa qua đã khiến gần 24 hectare ao nuôi toàn xã bị thiệt hại. Với số lượng chlorine được hỗ trợ kịp thời từ nguồn ngân sách, dù không lớn, nhưng đây là động lực giúp bà con nhanh chóng bắt tay vào cải tạo ao đầm để tiến hành thả nuôi kịp khung thời vụ cho vụ nuôi mới. Tình hình là năm nay là trời nắng, độ mặn cao à. Nên như tôm vùng nuôi của Quảng An thì không riêng chỉ là cả Quảng An luôn á. Là năm nay không trong phát triển mà bị trầm trọng là nhất là bệnh vàng mang. Theo như đã cái mức mà thuốc thì nó cũng là thứ là cũng là chế độ, nhưng mà được cái sự của cấp trên là có hỗ trợ chứng mua thì tốt chứ nữa. Hiện nay giải pháp của ủy ban xã là tiến hành cho bà con xử lý môi trường và hỗ trợ cho bà con về thuốc calorin để đảm bảo cho môi trường bà con thả nuôi tiếp theo. Thì hiện nay là bà con chấp hành sự chỉ đạo của ủy ban xã rất là tốt, vào nhận calorin và xử lý môi trường để chuẩn bị cho thả vụ nuôi vụ 2. Vụ nuôi chính vụ năm 2021, cùng với toàn tỉnh, huyện Quảng Điền đã hoàn thành thả nuôi hơn 720 hectare, trong đó hầu hết là diện tích ao nuôi hạ triều. Tuy nhiên, do những ảnh hưởng tiêu cực của thời tiết từ tháng 5 đến nay, phần lớn diện tích trên đều bị thiệt hại do các bệnh đốm trắng và môi trường. Để chuẩn bị cho vụ nuôi tiếp theo, hiện ngành nông nghiệp huyện đang tích cực triển khai hướng dẫn kỹ thuật nuôi và cải tạo môi trường ao nuôi, đồng thời khuyến khích bà con nông dân có các biện pháp để tăng năng suất ao nuôi đối với diện tích nuôi xen ghép nhằm tăng hiệu quả kinh tế hồ nuôi khi bước vào vụ đông. Với thời tiết là dự báo trong thời gian tới là sẽ nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục diễn ra. Do vậy chúng tôi cũng khuyến cáo bà con trước hết là đối với các cái diện tích mà đã đến các đối tượng đã đến thời điểm thu hoạch á, thì bà con cũng nên thu tỉa để hạn chế cái rủi ro. Cái vấn đề thứ hai đó là đối với các cái diện tích mà bà con đang thả nuôi và thả nuôi tiếp thì sẽ thả với cái mật độ vừa phải. Và cái thứ ba đó là cái sẽ bổ sung các cái vitamin cũng như các khoáng chất để tăng sức đề kháng cho các cái đối tượng nuôi. Với tình hình thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp như hiện nay, bên cạnh các giải pháp cải tạo môi trường, thực hiện thu tỉa để tăng năng suất, giảm thiệt hại, công tác giám sát, quan trắc và thông tin đến bà con cũng cần tiếp tục được tăng cường và thực hiện thường xuyên để hạn chế những rủi ro thiệt hại do thiên tai, góp phần đảm bảo thắng lợi ở vụ nuôi tiếp theo. Sáng nay, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB chi nhánh Huế ký kết thỏa thuận hợp tác với Thanh đoàn Huế, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Huế về triển khai tại app MB Bank thi đua tạo quỹ tuổi trẻ Huế chung tay vì cuộc sống cộng đồng năm 2021.
Hoạt động nhằm triển khai thực hiện đề án không dùng tiền mặt của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025. Theo thỏa thuận hợp tác được ký kết, Thành đoàn Huế, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Huế tổ chức triển khai cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn các phường thuộc thành phố Huế tải app và vận động người dân trên địa bàn tải app MBBank theo 29 đường link và mã QR code cố định. Mục tiêu của chương trình là có 2.000 app MBBank và xây dựng được 100 triệu đồng vào quỹ từ thiện. Về phía MBBank sẽ cử 29 cán bộ nhân viên tạo 29 đường link và mã QR code. Mỗi cán bộ nhân viên sẽ là đầu mối gửi link và mã QR code cho mỗi phường, trường cao đẳng. Đây là chương trình hợp tác có ý nghĩa thiết thực nhằm tạo quỹ từ thiện phục vụ các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng đầy ý nghĩa và thiết thực. Số tiền này sẽ được MB Huế và Thành đoàn Huế triển khai các hoạt động hỗ trợ giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế trên địa bàn thành phố Huế. Thời gian triển khai chương trình hợp tác từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7 năm 2021. Thưa quý vị, sau khi phóng viên phòng thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế phản ánh việc hợp tác xã nông nghiệp Lai Thành, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà tự ý bán lúa giống từ nguồn hỗ trợ khắc phục thiệt hại thiên tai cho nông dân, mới đây Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Trà đã có phản hồi, trong đó hợp tác xã Lai Thành đã thừa nhận sai phạm và thực hiện hỗ trợ tiền giảm tỉa cho người dân. Cụ thể, sau khi tiếp nhận phản ánh, Ban Quản trị Hợp tác xã đã nhận thức được hành vi sai trái của mình, đồng thời tổ chức thăm đồng đánh giá thiệt hại và hỗ trợ tiền giảm tỉa cho người dân bị thiệt hại theo hình thức tấn công với số tiền 7.200.000 đồng. Bên cạnh đó cũng đã trả lại đầy đủ tiền giống lúa đã thu của người dân. Nhận xét mức độ vi phạm, Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Trà kiểm tra sẽ thấy hành vi của Ban Quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp Lai Thành không vì mục đích vụ lợi cá nhân mà do nhận thức kém và thiếu hiểu biết dẫn đến vi phạm pháp luật, hậu quả gây ra không lớn. Ủy ban Nhân dân thị xã đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường Hương Vân tổ chức kiểm điểm tập thể Ban Quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp Lai Thành và cả cá nhân liên quan đến sai phạm. Ngày 23 tháng 6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố thêm 3 đối tượng về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ, phường Hương Sơ, thành phố Huế. Theo điều tra ban đầu, các đối tượng Dương Nhật Phong, sinh năm 1983, chuyên viên ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Huế, Nhiêu Khánh Phước Hưng, sinh năm 1979, Đoàn Văn Hoài, sinh năm 1964, cả hai đều là chuyên viên Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Huế, đã lợi dụng chức năng nhiệm vụ được phân công khi tham gia công tác giải phóng mặt bằng tại dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Bắc Hương Sơ thành phố Huế, đã kiểm kê xác nhận số lượng mô mã di dời không đúng thực tế, trong đó có 353 mô giả làm sai lệch hồ sơ dẫn đến bồi thường không đúng đối tượng, gây thiệt hại của nhà nước số tiền hơn 700 triệu đồng. Trước đó, cơ quan công an cũng đã khởi tố bắt tạm giam 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản có liên quan đến dự án này. Công an thị xã Hương Thủy củng cố hồ sơ xử lý nhóm 4 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích và bắt giữ nhiều đối tượng đánh bạc qua mạng Internet là những thông tin đáng chú ý trong cụm tin về an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trước đó, tối ngày 15 tháng 6, tại quán hải sản thuộc tổ 8 phường Thủy Phương, đối tượng Trần Hoàng ngồi nhậu với 9 người bạn khác thì thấy anh Lê Hữu Hầu ngồi bàn kế bên nhìn mình. Cho rằng anh Hầu nhìn đều, mặc chủ quán ca ngăn, đối tượng Hoàng cùng một số đối tượng khác là Cao Đình Quý, Trần Hưng, Cao Đình Trung và Lê Văn Hiệu đã xông vào đánh liên tục vào vùng đầu, mặt, vai của Hầu. Không dừng lại đó, khi thấy hai người bạn cùng bàn của nạn nhân bỏ chạy vào nhà một người dân gần đó, nhóm đối tượng manh động đuổi theo, ném vỏ chai bia và ly, làm chủ nhà bị thương ở mắt cả chân. Khi quay lại quán, nghĩ là bị khiêu khích, nhóm đối tượng Hoàng, Quý, Hưng, Trung và Hiểu còn tiếp tục cầm vỏ chai bia, đánh vào đầu, chân một người khác. Hậu quả, các nạn nhân đều bị thương ở vùng đầu, mắt cả chân, phải điều trị tại bệnh viện. Trước đó, vào tối ngày 13 tháng 6, tại số 100 đường Tôn Thất Sơn, phường Thủy Phương, lực lượng công an phát hiện bắt quả tang hai đối tượng Nguyễn Đình Tuấn, sinh năm 1995 và Dương Văn Quốc Bảo, sinh năm 1996, cùng trú tại phường Thủy Phương, đang có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet. Lực lượng công an thu giữ số tiền hơn 20 triệu đồng cùng một số phương tiện phục vụ cá độ. Cùng trong tối cùng ngày, tại quán Cà Phê Bun ở kiệt 202 đường Trưng Nữ Vương, phường Thủy Phương, Công an thị xã Hương Thủy bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Thuần, sinh năm 1996, trú tại phường Thủy Phương, đang có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng, với số tiền cá độ trong trận đấu đội Anh Croatia diễn ra vào tối 13 tháng 6 là hơn 12 triệu đồng.
Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trên về hành vi đánh bạc. Thưa quý vị và các bạn, nghiện, cai nghiện, tái nghiện vẫn luôn là vòng luẩn quẩn khiến ma túy trở thành nỗi ám ảnh của cộng đồng. Do đó, cai nghiện ma túy không chỉ là vấn đề riêng của người nghiện mà còn là sự quan tâm, động viên của gia đình và sự chung tay của xã hội sẽ giúp những người nghiện không còn cảm giác mặc cảm, hòa nhập với cộng đồng. Từng dính vào ma túy, song với quyết tâm lớn của bản thân, sự động viên an ủi từ người thân, bạn bè cũng như sự giúp đỡ của cộng đồng, thanh niên LVT đã từ bỏ ma túy để làm lại cuộc đời. Bỏ học từ năm lớp 10, T nghe theo lời rủ rê lôi kéo của bạn bè xấu, rơi vào cảnh nghiện ngập suốt 6 năm. Sau khi cai nghiện thành công tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, nghe lời động viên của các thầy cô, T đã thức tỉnh để làm lại một cuộc đời. Hiện tại, T đã có công việc ổn định tại một công ty may mặc trên địa bàn. Sau giờ đi làm còn phụ giúp mẹ công việc trong gia đình, trở thành một con người hoàn toàn khác so với trước đây. Không thay đổi nhiều so với trước đây chứ. Trước đây có đi làm đi rồi, ăn rồi đi chơi, hụt hít, không lo chứng hụt cũng hít, bỏ nghỉ luôn rồi. Chuyện là làm xong rồi lên đi, nếu trời con sớm thì ra dọn hàng vô giùm cho mẹ thôi. Thì vốn nữa thì cũng mấy thầy đâu cũng đồng viên nhiều mà mình cũng quyết định bỏ luôn. Thầy cô đâu rồi cũng có đứa sách đọc báo đâu rồi mình đọc nhiều mình hiểu gửi gắm đi đừng có giao du với mấy bạn cũ nữa, nếu mà những người nếu những bạn ở trên trung tâm về thì đừng có giao du với bạn cũ nữa thôi, mình đừng đi chơi với những người anh em nghiền tư trưởng nữa thì mình tránh xa khỏi môi trường nữa thì mình khỏi nghiền. T thay đổi cách nghỉ, cách sống là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời của người mẹ. Trước đây vì quả bận với gánh nặng mưu sinh, mẹ T phải đi làm từ sáng sớm cho đến đêm, không có thời gian để quan tâm đến con cái. Giờ đây nhìn thấy T đã trưởng thành hơn, vượt qua được bóng đen ma túy để làm lại cuộc đời. Đó là niềm an ủi lớn nhất của người mẹ đã qua tuổi xế chiều này. Trước đây hay hàng cũng thỉnh thoảng thì mượn bưng gạo bưng cơm rửa cho hàng ăn, hàng đi chơi cho hàng cũng không đi làm chứ thôi. Còn hồi trước thì hàng cũng đi làm đi, đi ra dọc rồi tôi cũng biết. Sau này biết rồi thì cũng dơ mấy chủ mấy câu cũng ăn đồ biết thì cũng lên nói thì để cho em đi. Thì mừng bong thì bởi chú xét cho con lâu lâu rửa đi hai tháng đi lưng rửa thì cũng nói với con để mừng bong làm bờ để con lo tương lai đường mô ăn ngắm chơi thì rửa lỡ thôi chừng về thì làm người lên thì tụng tất cả mọi sườn bỏi lo làm lo ăn thì tụng thì mình chứ cầm mà con thôi. Cai nghiện ma túy phải trải qua nhiều giai đoạn, nhưng có thể nói giai đoạn sau cai nghiện rất quan trọng, quyết định người nghiện có tái nghiện hay không. Do những cám dỗ trực chờ từ bên ngoài xã hội, đòi hỏi người nghiện phải nhận thức rõ tác hại của ma túy để tránh xa, quyết tâm nỗ lực vượt lên chính mình. Con đường phía trước còn dài, còn đó nhiều chông gai, nhưng nếu đủ nỗ lực, đủ quyết tâm, T và những thanh niên đã từng lầm lỡ cũng sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Không bao giờ là muộn để sửa chữa sai lầm và làm lại cuộc đời. Hy vọng câu chuyện về tấm gương từ bỏ ma túy được lan tỏa trong cộng đồng sẽ giúp nhiều người nghiện sớm trở về cuộc sống bình thường. Câu chuyện nhân văn vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.